Vlog đi Phan Thiết bùng nổ cùng bộ máy chính quyền Ad Channel. Còn bây giờ thì đi về thôi. Sao gì đã về rồi? Sẽ về và con xe mới của anh. Anh à? Mình lái xe về về luôn à? Đúng rồi, mình sẽ lái xe về. Căng thẳng. Đâu? Đâu, xe năm đâu? Xe năm không gắn mưa đâu. Đây, xe mới của tao đây. Anh đừng có mà mục điêu đi. Đừng có mục điêu đi. Không tin á? Lên xe cho các em. Lên. Uầy, thật luôn à anh? Thật chứ gì nữa. Uầy, thế là anh em mình đi mất bao lâu nhỉ? Khoảng 4 tiếng ạ. Tặc đốc rồi. Bây giờ là đến lượt mình lái. Anh em tôi còn bao nhiêu cây nữa nhỉ? 140 cây nữa. 140 cây nữa. Bây giờ là đến người anh của tôi ngồi lái. Xin chào các bạn, tôi đang cầm lái một chiếc BMW Việt Nam. Anh Huy mệt rồi. Dậy đi. Okay, tổng anh em mình đi bao nhiêu? Mấy trăm cây? 200 ạ. 200. Tổng đẹp trai quá. Lái xong rồi em lái cái nhỉ? Lúc nào mà chạm nào nhiều công an thì tôi cho mày lái. Công an bắt hỏi các anh có thể em lái được không ạ? Sau 3 tiếng lái xe thì chúng tôi đã đến phòng chờ Hướng Giang. Công tác với các sếp mà nó phải như thế đúng không? Tao đi rượu vang thôi. Phòng chờ Thương Gia Business Class. Rất nhiều món ăn sang chảnh nhưng tôi quyết định sẽ ăn xôi luôn. Xôi ngon đấy. Xôi ngon đấy. Được. Ăn xôi với cả uống ly vang này được. Vang ấy. Vang xôi có sủi bọt đấy. Vang này vang Đà Lạt ở gần Sapa. Từ trước giờ tao vẫn giảm nghèo thôi. Bật video lên Duy ơi. Đập đi anh, đập đi. Thử thách đập vỡ đèn đi mic vậy. Xe của tao thích làm gì thì làm. Cũng nghe cũng xe thích năm mà giảm nghèo thôi. Đây là xe thật nhá. Anh ơi, sao đứng cạnh Bim Mic 7 mà nhìn anh trông thế nào đây? À, mình đi xe này là người ta tự biết mình là ai đúng không? Không cần phải thể hiện nhiều em ạ. Để ủng hộ sếp Huy tiếp tục xóa đói giảm nghèo, mọi người đừng quên mua ngay iPhone 13 Pro Max tại chuỗi thống của Snap, đường link sẽ để phần mô tả video nha.